Cơm hầm ngon lắm. Tưởng chơi của chúng ta hôm nay sẽ có những cái sự khác biệt nha nhỏ, và hãy cùng xem là các thành viên trong Arsenal sẽ chơi cái trò anh tiếp sức này như thế nào nhé. Bây giờ thì mình gần như đã đem hết tất cả quanh phòng Arsenal tới đây, và bây giờ thì sẽ phổ biến luật chơi cho mọi người trước. Chúng ta sẽ chia thành hai team, mỗi team 4 người và sẽ ăn 4 món ăn. Thứ nhất là khoai lang, thứ hai là ăn một cái hộp mì nóng, cái thứ ba là uống hết một chai nước ngọt Pepsi, và thứ tư là ăn hết một que kem. Hai team sẽ ăn làm sao mà nhanh nhất, team nào nhanh nhất là team chiến thắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chia team. Bây giờ thì ở đây sẽ có 8 lá phiếu. Từ từ mất ơi. Đó, bây giờ thì chúng ta đủ 8 gì vậy? Rồi đủ rồi. Đoán là đủ. 1 2 3. Rồi, và cuối cùng thì tụi mình đã chia team xong. Và bây giờ trò chơi sẽ bắt đầu. Đây, chúng ta có hai người đã đây. Tụi là một người đi qua em đang thì nhiều, cho nên là cụ đã tiếp xúc với cái bộ môn thể ăn này nó lâu hơn mình rồi, nhưng không sao, tụi mình vẫn sẽ thắng. Team đối thủ của anh Tuấn là ô tô thua. Các bạn biết không, anh Tuấn là một trong những người mà trời ơi, món này ngon quá à. Mạnh rồi. Và để biết là khi nào mà ăn xong thành viên tiếp theo được vào ăn tiếp thì mọi người phải làm dấu bằng cách làm huyết sáo. 2 3. It was at this moment that he knew he fucked up. Các thành viên, các đội đang chờ anh nha, anh Tú. Bây giờ cảm rất là có ăn là ăn nó không ạ. Được, tôi ăn rất là mặt là anh đi tiền luôn. Buổi sắp hết rồi đó, buổi sắp hết rồi nha anh Tú. Buổi sắp hết rồi đó. Ngày mua 15 ngàn, cái cây tên mỗi quế mọi người. Ủa, nhà. Ô, đủ không? Dạ. Không, anh ơi không. Anh kia sao mày, không có đứng giỡn mày. Vô vô. Thì anh á, anh thì anh nghĩ là thằng này nó là một người rất là cao, thì cái ruột của nó sẽ dài hơn em. Thì khi mà ruột dài thì sẽ ăn được nhiều. Từ từ, uống nửa ối vậy. Sao sao vậy? Con này, con này, con gì hả? Rồi, kéo rồi, kéo rồi. Dương rất là dễ thương, bởi vì Dương hay nghe lời mình nói, mình mà dặn Dương thế nào Dương sẽ làm cho chàng. Tại vì anh dặn nó thua đi. Nhớ cho Dương. Yeah. Ai biết được là cái người làm cho team của bạn sẽ thua. Team bạn đó. Đó là tôi học nè, ga nó lên tới cổ họng nè. Không có nhiều. Không. Ăn nhiều mà. Không.
gồm. 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 Đáng gồm. Lâm á. Lâm. Lâm cũng gồm luôn. À đúng rồi, hai chiến thuật rất là hay. Chứ không bị nghỉ. Đúng rồi, còn nước không tí không thích mì. Ăn khoai giảm cơm không sao, không có mập đâu. Ừ, ngon quá, có mì ngon quá. Cái gì vậy? Team của tôi đang rất là đau đầu, không biết là nên cho mình team mình thắng nhanh hay là thắng chậm thì mới hưởng được. Hơi buồn, tại vì bữa đó thấy có tới hai người phụ nữ trong team nên không thể nào mà mình thắng được, rất là kỳ. Em bị phân vân. Em biết lúc đó anh Tuấn là ăn rất là chậm rồi, em biết anh Tuấn muốn nhường. Anh thì anh chỉ thấy lạnh thôi. Thế chẳng thấy cái gì. Lần sau tôi sẽ thắng. Tôi đẹp 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 đẹp. Anh nghe được gì chứ liền. 1, 2, 3. Lần sau tôi sẽ thắng. Ok, và vừa rồi thì team Arsenal đã hoàn thành xong cái game của mình. Và các bạn thì các bạn thích team nào? Dù là team của Cụ Duyên, Chi và Hư là chiến thắng. Và các bạn thích team nào? Hãy để lại bình luận cho mình ở phần comment phía dưới. Và sắp tới thì các bạn muốn tụi mình chơi trò gì hãy để lại bình luận luôn. Và vậy thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những game lần sau. Bye bye. Đừng quên like, share và